được gặp lại các bạn trong chuyên mục Người Gieo Hạt Sức Khỏe Tài Chính. Mình là Duyên và bạn đồng hành với mình là anh Quang cùng đến từ khối quản lý tài sản. Hôm nay thì mình và anh Quang có review cuốn sách Trò Chơi Vô Cực The Infinite Game của Simon Sinek. Đây là một tác giả rất là nổi tiếng. Ông là tác giả nổi tiếng của cuốn Start With Why. Ông đang cố gắng để xây dựng một thế giới trong đó đại đa số chúng ta sẽ thức dậy với những niềm cảm hứng, cảm thấy an toàn trong công việc và trở về nhà với cảm giác thỏa mãn mỗi ngày. Vậy thì anh Quang có thể giới thiệu qua với mọi người về tác giả Simon Sinek không ạ? Simon Sinek là một trong những người viết sách mà mình phải nói là rất là tâm đắc và rất thích. Chúng ta đều đã biết một cuốn sách rất là nổi tiếng của anh là bắt đầu với câu hỏi tại sao rồi. Chúng ta đọc trong đó những cái câu chuyện mà nó tạo cho chúng ta rất nhiều cái động lực, có thể áp dụng rất nhiều thứ trong cuộc sống, kể cả mình đi tìm những mục đích sống của mình như nào, rồi những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, những nhà lãnh đạo, rồi những người mà làm sale, làm marketing đều có thể tìm thấy rất nhiều cái giá trị ở trong cái cuốn sách đó. Hoặc là một cái cuốn nữa là cuốn Lãnh Đạo Ăn Sâu Cùng, một cái tư duy rất là hay về cái lãnh đạo như nào, về cái leadership là gì. Thì và ngoài ra Simon Sinek cũng là một người mà có nhiều cái bài nói chuyện rất là truyền cảm hứng trên TED Talk, trên YouTube. Những ai mà muốn học nhiều về tinh thần kinh doanh, về leadership, về lãnh đạo vân vân các loại thì đều có thể tìm thấy rất nhiều bài học từ Simon Sinek, sơ bộ về tác giả như vậy. Ngoài ra thì Simon Sinek còn là người tác giả của cuốn sách mà chúng ta review ngày hôm nay, Trò Chơi Vô Cực, cuốn sách hay mà chúng ta sẽ bàn hôm nay. Vậy thì tổng quan về cái nội dung của cuốn sách này là gì? Thì như chúng ta thấy đó là trên thực tế hiện nay thì những công ty được thành lập ra rất là nhiều, nhưng mà những công ty đó thì họ luôn muốn làm nổi bật mình, nhưng mà lại khó để có một cái môi trường để duy trì và tồn tại lâu hơn. Thì trong cuốn sách này thì ông có nói đó là những trò chơi vô cực tồn tại xung quanh tất cả chúng ta, đó là những trò chơi không có vạch đích và không có người chiến thắng. Các cuộc đua cạnh tranh trong kinh doanh chính là một trò chơi vô cực. Chúng ta có thể không biết tất cả những người chơi khác và những người mới có thể tham gia bất cứ lúc nào. Vậy làm thế nào để trở thành người dẫn đầu trong một trò chơi không có hồi kết ấy? Thì thông qua cuốn sách Trò Chơi Vô Cực này thì tác giả đã đưa ra những chiến lược dẫn đầu với những tư duy vô hạn, và trong đó thì các nhà lãnh đạo có lối tư duy vô hạn sẽ có thể xây dựng được tổ chức của mình mạnh mẽ hơn và sáng tạo hơn, và chính họ sẽ là người dẫn chúng ta đến với một tương lai tràn đầy cảm hứng. Vậy thì anh Quang còn thấy là tổng quan nội dung cuốn sách này là như thế nào? Anh nghĩ là một cách tổng quan thì cuốn sách này đưa lên một cái đề xuất một cái cách về cái tầm lãnh đạo mà theo con đường đúng nhất trong thế kỷ 21 này là gì. Nó gợi lên một vấn đề hết sức quan trọng, đúng không? Tức là thông thường thì chúng ta biết là trong quá khứ rất nhiều doanh nghiệp là đi theo một cái xu hướng là chúng ta bị sức ép bởi những con số trong ngắn hạn. Thực tế cũng như vậy, từ khi có thị trường chứng khoán thì cái sức ép nó càng lớn hơn, bởi vì rõ ràng báo cáo tài chính là review theo quý mà. Đã thì những con số khách hàng áp lực rất lớn, chính vì thế mà bắt đầu người ta chạy theo những cái chiến lược như vậy, và đôi khi nó vô tình nó gây sức ép lên cho tất cả mọi người, từ lãnh đạo rồi cổ đông thì gây sức ép cho lãnh đạo thì gây sức ép xuống cho các tầng lớp nhân viên, và tất cả mọi người đều cảm thấy rất là căng thẳng như vậy. Thế thì Simon Sinek mới đưa ra một cách nhìn khác là tất cả những cái tư duy đó là của trò chơi mang tính chất là của hữu hạn thôi, tức là mang tính chất nhiệm kỳ. Ông là CEO được bầu trong vòng bao nhiêu năm, từ hàng năm hàng quý ông phải có cái số liệu như nào để giữ được cái chức vị đó của mình, và đôi khi nó làm tôn cái tôi rất là lớn của họ. Và cái hậu quả là gì? Hậu quả là khiến cho cái tầm nhìn dài hạn lâu dài của những cái doanh nghiệp như vậy bị ảnh hưởng, và điều tệ hại hơn là nó làm cho các nhân viên làm trong các công ty đó luôn luôn ở trạng thái cực kỳ căng thẳng. Vì đôi khi nói đơn giản thôi là người ta hy sinh cái quyền lợi của các cái nhân viên trong các công ty đó, chỉ cần cắt giảm hàng loạt thôi là sẽ giữ được cái lợi nhuận của mình ngay lập tức, và nó vô tình nó làm cho mọi người đều luôn luôn cảm thấy căng thẳng, và như vậy là cuộc sống nó không còn cuộc sống đúng nghĩa nữa, và luôn luôn rất là sợ hãi. Thì trong cái cuốn sách này thì Simon Sinek mới đưa ra một cái cách nhìn mới, chúng ta cần phải bỏ cái tư duy hạn hẹp của hữu hạn như vậy,
đúng không ạ, và hướng đến một cái tầm nhìn dài hạn hơn. Thì trong các cái tầm nhìn dài hạn thì có những cái yếu tố mà yếu tố rất là quan trọng là làm sao mà chúng ta tạo ra một cái môi trường mà Duyên có nói ở lúc đầu đấy, đúng không, mỗi người chúng ta mỗi sáng thức dậy là cảm thấy tràn đầy hứng khởi, rất là hạnh phúc khi được đi làm, đúng không ạ? Rồi trong môi trường công việc dù ở vị trí nào luôn luôn cảm thấy an toàn, an tâm để mà chúng ta cống hiến, phục sự, và chúng ta kết thúc mỗi ngày làm cảm thấy là chúng ta thỏa mãn và chúng ta đã hoàn thành cái nhiệm vụ của mình. Thì đã là tổng quan, chúng thấy cái hướng đi rất là hay. Và trong cuốn sách này thì tác giả cũng chỉ ra các cái yếu tố nào để giúp hình thành nên của một cái nhà lãnh đạo và các cái tư duy vô hạn như vậy, phân tích từng yếu tố rất là cụ thể để mà chúng ta có thể áp dụng được ngay vào trong cái công việc của mình, trong cái việc điều hành kinh doanh của mình. Nói chung là tóm lại tư tưởng nhân văn cũng là anh rất là thích. Vậy đó là những cái ý nói về tổng quan của cả cuốn sách. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết là chúng sau khi đọc xong cuốn sách này thì chúng ta đúc kết được những điều gì và những cái bài học mà hay và có thể áp dụng được vào cuộc sống là như thế nào. Và trước tiên thì đi vào cuốn sách thì chúng ta phải, ông có nhắc đến đó là trò chơi hữu hạn và trò chơi vô hạn. Vậy trò chơi hữu hạn là tức là sẽ có người chơi rõ ràng danh tính, có người thắng kẻ thua, có thời gian bắt đầu và cũng như là thời gian kết thúc, và chắc chắn là phải có luật chơi. Cuộc chơi hữu hạn thì có thể kể đến ví dụ như là những trận bóng đá. Một trận đấu thì có thời gian là 90 phút, sau mỗi trận thì sẽ có những đội thắng, đội thua khi mà bóng đá được vào khung thành của đối thủ. Và tất cả thành viên trong đội đó thì đến đúng giờ, đúng luật và kết thúc bằng một cái danh hiệu là thắng thua. Thì đó là trò chơi hữu hạn. Vậy còn trò chơi vô hạn, ở đây là người chơi không biết rõ danh tính, không có người thắng, kẻ thua, không có luật chơi và không có thời gian bắt đầu hay kết thúc. Một trò chơi mà ở đó mà người chơi không thể chọn trò chơi và không thể chọn được luật chơi mà chỉ có thể chọn cái cách chơi. Thì người chơi sẽ chơi đến khi mà cạn kiệt cái nguồn tài nguyên và từ bỏ cuộc chơi thì mới thôi. Thì đó là cái ý đầu tiên là giải thích thế nào là trò chơi hữu hạn và trò chơi vô hạn. Vậy thì sau khi đọc cuốn sách này thì anh Quang tâm đắc cái bài học gì ở đây, hay là cái câu chuyện gì mà tác giả có nhắc đến ở đây? Khá nhiều bài học luôn. Nhưng mà bài học đầu tiên, bài học đầu tiên là tác giả có đề xuất một cái mô hình, một cái mô hình tức là các nhà lãnh đạo là nào mà muốn áp dụng cái lối suy nghĩ vô hạn này, như Duyên vừa mới giải thích ấy, thì phải tuân theo 5 cái điều thiết yếu sau đây. Một là cái nhà lãnh đạo đó phải xây dựng được một cái mục đích chính đáng cho tổ chức của mình, một mục đích rất là chính đáng, có ý nghĩa. Và cái điều thiết yếu thứ hai là phải xây dựng được một cái đội ngũ đáng tin cậy. Thứ ba là nghiên cứu được các cái đối thủ xứng tầm của mình. Thứ tư là chuẩn bị cho cái sự linh hoạt hiện sinh. Và thứ năm là xây dựng sự dũng cảm để dẫn dắt. Tóm lại tác giả cũng chỉ ra là duy trì một lối suy nghĩ vô hạn nó không phải là điều dễ dàng, thực chất là nó vô cùng khó khăn. Nhưng mà đó vẫn là một cái con đường duy nhất mà có thể giúp cho tổ chức của mình đi được lâu dài được và tạo ra những cái thành quả như chúng ta vừa mô tả lúc đó. Đó là cái điểm đầu tiên mà anh tâm đắc trong cái cuốn sách này. Ngoài ra thì trong cuốn sách này cũng ở cái chương đầu tiên tác giả cũng có một cái ví dụ khá là hay, tức là nếu mà mình dẫn dắt với một cái suy nghĩ vô hạn thì nó sẽ như thế nào. Thì trong này tác giả đã đưa ra một cái ví dụ nha, nó rất là đơn giản thôi nhưng mà giúp cho chúng ta cũng có khá nhiều bài học. Ví dụ như này, ví dụ như người ta có thể làm gì để lấy lại vóc dáng chẳng hạn, thì chúng ta xem mình xin nói, cái nói là chúng ta không thể chỉ đơn giản đến phòng tập 9 tiếng và trong đợi là sẽ có cơ thể săn chắc được, đúng không? Mà tuy nhiên nếu mà chúng ta đến phòng tập mỗi ngày trong vòng 20 phút, chúng ta chắc chắn sẽ có được vóc dáng mơ ước. Sự nhất quán trở nên quan trọng hơn là cường độ. Tức là ý tác giả muốn nói là vấn đề ở đây là không ai biết chính xác được là khi nào thì mình sẽ có được kết quả. Nhưng mà nếu mà mình cứ làm một cách kiểu giống như là nhất quán cái điều đó liên tục ấy, thì dần dần là nó sẽ đạt được kết quả vào một lúc nào đó thôi. Ở đây tác giả cũng nói luôn là mặc dù chúng ta có thể có những mục tiêu cơ thể nhất định mà chúng ta muốn đạt được, nhưng nếu mà chúng ta muốn trở nên khỏe mạnh nhất có thể thì lối sống mà chúng ta áp dụng sẽ quan trọng hơn là việc có đạt được mục tiêu mà mình đã đặt ra ở một mốc thời gian tự chọn hay không. Tóm lại là ý của tác giả này muốn nói là 100% là chúng ta đều biết là nó sẽ là có hiệu quả,
vấn đề là cái chọn cái khung thời gian nào mình không biết, mình chỉ biết là nếu mà mình cứ làm theo đúng cái phương pháp như thế thì đến một lúc sẽ có kết quả. Đấy. Cái này có phải là tác giả cũng nhằm đến là một cái mục đích chính đáng để mình có thể hướng tới trên cái con đường mà thực hiện và tham gia vào cái trò chơi chưa biết đích đấy, đúng không anh Quang? Đúng rồi. Thì cái đó chính là cái bài học ở cái chương số 2, chương số 2. Đấy, nhưng mà ở đây tác giả có chỉ ra những cái tiêu chí để được coi là một cái mục đích có chính đáng hay không, đúng không? Thì ở đây tác giả có gợi ý là có 5 cái tiêu chí để được coi là mục đích có chính đáng hay không này. Thứ nhất là vì một cái điều gì đó nó chắc chắn và nó lạc quan, đúng không? Thì cái này nó hơi giống với trong cái cuốn sách mà bắt đầu với câu hỏi tại sao. Một cái tổ chức nó luôn luôn được tồn tại lâu dài với một cái mục đích là ông hướng đến cái điều gì, giống như cái kiểu Apple là thì như Steve Jobs có nói là cái tổ chức đó không phải là để sản xuất cái máy tính, cái laptop hay là cái điện thoại iPhone, mà tất cả những cái điều mà Apple suy nghĩ, Apple hành động đều là để thách thức cái hiện tại, đúng không? Và hướng đến một cái thứ gì đó để dẫn dắt được cho tương lai. Cho nên họ định nghĩa họ là người lý tưởng này là như vậy. Cho nên cái điều đầu tiên là vì một cái điều gì đó chắc chắn và lạc quan. Cái thứ hai là mục đích đó phải chính đáng, nó phải thể hiện về sự bao quát, tức là nó mở rộng cho tất cả những ai mà muốn cống hiến, phụng sự và cống hiến. Thứ ba là nó hướng về phía phụng sự. Thực ra trong sách này nó dịch cái từ dịch vụ nhưng mình không thích lắm cái này, mà cái sự phụng sự tức là chúng ta vì lợi ích chính đáng của người khác này, chứ không phải là chỉ cho ích kỷ cá nhân của một ai hay một tổ chức nào cả. Điều thứ tư là cái mục đích chính đáng nó phải có tính bền vững, tức là nó có khả năng chống chịu được các sự thay đổi về mặt chính trị, công nghệ và văn hóa, đúng không? Và cuối cùng là nó có một cái lý tưởng to lớn, hoành tráng và cuối cùng là nó sẽ đạt được. Đó là 5 cái tiêu chí mà tác giả có đề cập trong cái chương số 2, cái mục đích chính đáng nó như thế nào, đúng không? Và những cái tiêu chí này thì tác giả cũng có đề cập đến chương tiếp theo là mục đích và không mục đích, không mục đích. Tức là nếu như mà dựa vào 5 cái tiêu chí này để mình xem đó có phải là mục đích chính đáng hay không, thì rất là nhiều những cái công ty mà tác giả có đưa ra là họ cũng ra một cái mục đích và phù hợp đáp ứng cả 5 tiêu chí này nhưng nó lại không phải là mục đích chính đáng. Và tác giả còn nói đó là các nhà lãnh đạo với lối suy nghĩ vô hạn thì hiểu rằng đó là tốt nhất không phải là một trạng thái lâu dài, tức là cái mục đích của họ hướng đến cái điều tốt nhất nhưng nó không phải là trạng thái lâu dài, và thay vào đó thì họ nỗ lực để trở nên tốt hơn. Tốt hơn thì gợi ra một cuộc hành trình của sự nỗ lực không ngừng và khiến chúng ta thấy được chào đón và được đóng góp cái tài năng của mình vào một tổ chức. Anh nghĩ là mình cần khai thác kỹ hơn một chút cái mục đích chính đáng đó. Thì trong này mình sẽ nói là một mục đích chính đáng, một tầm nhìn cụ thể về một tương lai chưa tồn tại, một tương lai hấp dẫn đến mức mà mọi người sẵn sàng hy sinh nhằm phát triển cái tầm nhìn đó. Thì trong cuốn sách này tác giả có kể cái câu chuyện mà các nhà khoa học Vavilov mà sự hy sinh chính cái chính mạng sống của họ luôn để mà bảo vệ cái những cái hạt giống sinh học ở đất nước Nga này này. Thì đến mức mà coi như là mặc dù là lúc đó là có chiến tranh, đúng không, giữa Nga và bên phát xít Đức, tức là mọi người đói rất là nhiều, và trong cái kho đó nó có sẵn luôn những cái hạt giống nó có thể ăn để mà chống được chất đói đấy. Nhưng mà lúc cuối cùng sau này người ta tìm ra thì chính người đều bị chết đói và người ta không ăn cái hạt giống đó để họ bảo vệ. Tức là tóm lại là nó có một mục đích chính đáng đến nỗi mà thậm chí người ta sẵn sàng hy sinh, mà hy sinh đến chính bản thân của họ. Cái điều đó nó có một cái gì đó rất kinh khủng. Cũng giống như là cái thời trong cái câu chuyện mà Simon Sinek hay kể về cái cuộc chiến giữa Mỹ và Việt Nam ấy. Tức là quân đội của Mỹ chiến thắng trong hầu hết các cái cuộc chiến tranh ở Việt Nam luôn. Đấy, mà tổng kết lại là người Việt Nam chúng ta chết nhiều hơn là người Mỹ, nhưng cuối cùng thì Mỹ lại thất bại trong cả một cái cuộc chiến lớn lâu dài, là vì là như vậy. Rõ ràng là người Mỹ là đánh Việt Nam để mà chiến thắng, nhưng người Việt Nam là chúng ta chiến đấu vì sự tồn tại của mình, đánh đến người Việt cuối cùng luôn. Thì rõ ràng là mục đích của chúng ta là nó chính đáng hơn rất là nhiều. Đó là giải thích vì sao mà chúng ta người dân Việt Nam chúng ta chơi được trò chơi vô hạn, mà chúng ta thật sự là người chiến thắng cuối cùng, đúng ý nghĩa như vậy. Và khi mà chúng ta áp dụng vào kinh doanh và doanh nghiệp ấy, thì trong này cũng có nói một ý rất hay, tức là không đến mức là chúng ta phải hy sinh cả chính mạng sống của mình, không phải lúc nào cũng vậy, nhưng mà nó cái mục đích chính đáng nó giúp cho này chúng ta có thể lựa chọn từ chối một công việc có mức lương cao hơn nhằm tiếp tục làm việc cho một tổ chức đang phát triển một mục đích chính đáng mà chúng ta thực sự tin tưởng. Hai cái điều này là cực kỳ quan trọng, đúng không?
đúng không? Và tuy nhiên trong này tác giả có nói thêm một ý này, khi có mục đích chính đáng thì một lý do để đi làm to lớn hơn bất kỳ chiến thắng nào, thì những ngày làm việc của chúng ta sẽ trở nên có ý nghĩa và mang lại cảm giác thỏa mãn hơn. Cái điều này cực kỳ quan trọng. Cũng hơi giống như lúc mình coaching ai luôn phải làm rõ mục tiêu. Mục tiêu người ta có đủ lớn không? Có đủ thách thức và có đủ có ý nghĩa lớn để người ta thực sự là người ta bắt tay vào người ta làm hay không? Luôn luôn là cái điểm khởi đầu rất quan trọng. Thì khi chúng ta đọc cái cuốn sách này chúng ta cũng hiểu là như vậy. Mình nói theo cách cảm nhận, mình không cần phải sợ là trước sau. Em cứ nói thoải mái thôi, freestyle. Vậy thì trong một cái trò chơi vô hạn, thì khi mà tìm được những cái mục đích chính đáng, mặc dù là mình không biết là cái trò chơi đấy nó đến đâu, nó đến khi nào thì nó kết thúc, vậy thì trong cái quá trình đấy thì người có thể giữ được cái mục đích là như thế nào? Có chương 4 có nói. Thì anh thấy một cái điểm khá là hay và thú vị khi anh đọc cái chương số 4 này, người gìn giữ mục đích đấy. Thì tác giả nói một ý mà trước giờ anh chưa bao giờ nghe luôn. Tức là tác giả đề xuất là ngoài những cái vị trí C quan trọng trong một công ty ấy, ví dụ như là CEO đúng không? Rồi CFO là CEO là giám đốc điều hành rồi, xong giám đốc tài chính, rồi COO là giám đốc điều hành, vận hành là kiêm văn các loại. Thì tác giả có đề xuất ra là một cái vị trí mới gọi là CVO, là giám đốc tầm nhìn cấp cao. Hồi trước giờ là mọi người cứ hay lấy là ông CEO là ông người dẫn dắt cái tầm nhìn lớn nhất đúng không? Ngoài chủ tịch hội đồng quản trị kiêm văn thì CEO là người rất quan trọng. Thì nếu mà CEO không còn làm nữa thì người kế nhiệm thông thường sẽ là CFO hoặc là COO. Nhưng mà theo cái nhìn của Simon Sinek, nếu mà chúng ta chơi một cái trò chơi mà vô cực như này thì cái người mà tiếp nối cái vị trí CEO thì nên là giám đốc tầm nhìn cấp cao, tức là CVO, thì nó sẽ là hợp lý hơn. Vì ý là cái cách tư duy để có một cái tầm nhìn vô hạn như thế nó quan trọng đến mức mà nó phải có một vị trí điều hành cấp cao trong vị trí đó, thì người ta thấm nhuần cái tư tưởng đó mà người ta dẫn dắt. Đấy, đó là một cái ý tưởng mà rất là tâm đắc trong cái này. Chương năm em thấy ở đây là tác giả có nói đến, đó là về trách nhiệm kinh doanh. Trong cái trách nhiệm kinh doanh thì có những cái yếu tố để có bổ sung và giúp thúc đẩy cái hoạt động kinh doanh, thì để tăng được cái giá trị vô hạn cho một cái doanh nghiệp hay cái nền kinh tế, thì cái định nghĩa về trách nhiệm kinh doanh mà tác giả có nói là phải gồm có, thứ nhất đó là phát triển một mục đích, thì hãy trao cho mọi người một cảm giác là được gắn bó và rằng cuộc sống lẫn công việc của họ có giá trị để vượt ra ngoài những hoạt động chân tay. Cái thứ hai đó là bảo vệ được mọi người, là vận hành công ty theo cái cách để giúp bảo vệ được những người làm việc cho công ty và những người mua hàng của công ty, thì có một cái môi trường và môi trường mà chúng ta đang sống và làm việc. Và thứ ba đó là sản sinh ra cái lợi nhuận, đó tức là cái tiền bạc là nhiên liệu để giúp một doanh nghiệp có thể duy trì. Tức là ý để nói đơn giản ở đây thì cái trách nhiệm kinh doanh là sử dụng những cái ý chí và nguồn lực để phát triển một mục đích lớn lao cho chính bản thân và bảo vệ con người và địa điểm, giúp cho cái quá trình cái công ty hay là cái quá trình kinh doanh được vận hành một cách suôn sẻ. Anh cũng khá là tâm đắc những gì mà Simon Sinek nói trong cái chương mà trách nhiệm kinh doanh ấy. Thì tác giả có một cái so sánh cũng khá hay, tức là ví dụ một quốc gia mà bảo vệ người dân của họ là để đảm bảo là người dân sống trong tự do và không sợ, đó là cái lớn nhất đúng không? Ví dụ như là người dân đóng thuế vô ngân sách quốc gia và duy trì quân đội là nơi mà bảo vệ và cảm thấy người dân trong nước nó cảm thấy an toàn. Thực ra bây giờ chúng ta thấy an toàn là vì thật ra là có quân đội mình bảo vệ biên giới chứ phải không đâu, anh còn nhận không? Thì khi tương tự như vậy, tác giả có nói là bên trong một tổ chức, một công ty phải cung cấp sự bảo vệ tới nhân viên bằng cách xây dựng một nền văn hóa mà ở đó nhân viên cảm thấy an toàn về mặt tâm lý và cảm thấy được các nhà quản lý của họ quan tâm với tư cách là những con người. Chúng ta muốn biết rằng công ty được đầu tư vào sự phát triển của chúng ta cũng nhiều như là một chính công ty. Không ai nên đi làm với nỗi sợ hãi về các đợt sa thải hàng năm, đơn giản vì công ty đã lỡ mất một chỉ tiêu vô lý nào đó. Một công ty có thể cung cấp sự an toàn và bảo vệ những người bên ngoài bức tường của nó bằng cách xem xét cách thức sản xuất các sản phẩm và nguyên liệu mà công ty lựa chọn có tác động đến cộng đồng nơi các sản phẩm đã được làm và bán ra như thế nào. Thì đây là cũng là một ý mà nó thể hiện cái tư tưởng của Simon Sinek là phải bảo vệ được
những cái người nhân viên trong đó là điều đầu tiên. Anh cũng đọc ở đâu đó trong chính là tư tưởng trong cái cuốn sách trước đó mình đọc lãnh đạo mà anh sau cùng cũng thể hiện cái tư tưởng, tức là đôi khi lãnh đạo phải hy sinh con số để mà bảo vệ con người, vì nếu không thì trong một cuộc chiến đường dài cuối cùng những ông chủ mà không vì con người mà vì con số quá, đúng không, thì đến một lúc là khi mà nó có sự cố xảy ra thì con số không bao giờ có thể cứu được ông chủ nữa, và chỉ có con người mới làm được điều đó thôi. Đó là tư tưởng rất là hay, nó cũng kiểu có đi có lại, nó có nhân quả. Thì đó là cái điểm mà khá là thích để bổ sung thêm chương số 5. Cùng với cái mà anh Quang vừa nói, đó là về cái yếu tố về con người, thì tác giả có chương số 6 là về ý chí và nguồn lực. Thì ở trong này thì tác giả có một kể một câu chuyện là khi mà tác giả đến một khách sạn 4 mùa ở Las Vegas. Đó là một khách sạn mà ông thì rất là tuyệt vời. Và ở khách sạn đó thì có một quán cà phê. Thì khi đang đi công tác thì ông xuống dưới đó mua một cốc cà phê. Thì ông thấy một cái anh nhân viên làm pha chế. Thì ông nhìn thấy là anh nhân viên đó rất là hài hước và thu hút. Thì chính nhờ anh thì ông mua cốc cà phê đó. Sau đó thì ông đứng nói chuyện và hỏi anh là cậu có thích công việc đó không? Và anh nhân viên đó không một chút lưỡng lự gì cả và trả lời luôn là tôi yêu thích cái công việc này. Và ông nhận ra là ở đây là anh nhân viên đã dùng từ yêu chứ không phải dùng từ thích. Nếu như mà dùng từ thích thì nó lại là một cái điều rất là bình thường, mà nếu như một người mà họ đi làm hỏi đó thì họ có thể nói là thích. Nhưng mà khi anh ấy nói ra là tôi yêu công việc này thì đây lại là cái điều khác biệt, tức là anh ấy đang cảm thấy rất là happy khi mà làm cái công việc hiện tại của anh đó. Và ông cũng đang cảm thấy rất là thắc mắc và hỏi anh nhân viên đó là điều gì khiến anh nhân viên đó yêu thích cái công việc này. Và ông cũng nhận ra là có nhiều công ty thì họ thường làm dẫn đến cái mục đích là làm thế nào để có thể khai thác được nhiều nhất từ nhân viên của họ, mà ngược lại thì lại không hỏi câu hỏi là làm thế nào để tôi có thể tạo ra một môi trường mà trong đó nhân viên của tôi có thể làm việc hết cái khả năng vốn có của họ. Đúng rồi, đó là câu chuyện khá là tầm đắc, rất là thích trong cái chương này. Và trong cái chương ý chí lên trước nguồn lực này, tác giả có nói về ý chí trong đây là ý như nào, đúng không? Ý chí là thứ không hữu hình khó đong đếm hơn. Khi chúng ta nói về ý chí, chúng ta nói về cảm giác mà mọi người có được khi đi làm, đúng không? Ý chí bao hàm đạo đức này, động lực, cảm hứng, cam kết, khát khao cống hiến, khát khao trao nỗ lực theo ý muốn và hơn nữa. Ý chí thường đến từ các nguồn nội bộ như chất lượng của lãnh đạo và sự thông suốt lẫn sức mạnh của một chính đáng. Ý chí thể hiện tổng của tất cả các yếu tố con người đóng góp cho khả năng tồn tại của tổ chức. Thì ở đây tác giả muốn nói là nếu mình đi theo cái tư duy của Vô Hạn, mình phải đặt những cái yếu tố ý chí như là vừa mô tả này lên trên tất cả các nguồn lực, có thể là con số. Người ta nhìn quá nhiều, đây trong này có nói luôn nhé, lãnh đạo mà nói suy nghĩ hữu hạn là thường thể hiện thiên hướng tới điểm số, đúng không? Cho nên kết quả là họ thường chọn những lựa chọn thể hiện kết quả trong khung thời gian ngắn, ngay cả khi làm bài nhé. Đáng tiếc thay là đi đôi với những thiệt hại cho nhân viên. Đây là những nhà lãnh đạo mà trong lúc khó khăn sẽ trước hết quay sang biện pháp sa thải và cắt giảm chi phí cực đoan, đã thay vì khám phá các lựa chọn thay thế để không mang lại các kết quả tương tự ngay lập tức nhưng mang lại đến lâu dài. Chứng kiến mình thấy luôn, đợt Covid vừa rồi xong là hàng loạt các cái tập đoàn lớn khi bị ảnh hưởng họ cắt giảm một loạt luôn. Trong khi nhé, những nhà lãnh đạo mà lối suy nghĩ vô hạn ngược lại làm việc chăm chỉ để nhìn vượt ra khỏi các áp lực tài chính hiện thời và đặt mọi người lên trước lợi nhuận thường xuyên nhất có thể. Đấy. Trong thời gian khó khăn nhé, họ ít khi nhìn nhận nhân viên của mình như một loại chi phí khác cần phải cắt bỏ và sẵn sàng khám phá các cách thức khác để cứu lấy khoản tiền của họ ngay cả khi mất nhiều thời gian hơn để tạo ra kết quả. Thì cái này anh là người làm trong cái ngành chứng khoán là nhiều năm mà anh cũng thấm thía điều này khác. Ngày xưa là hay làm cái phòng research, cái phòng phân tích ấy. Cái phòng đó là thông thường là không có con số. Nên là lúc mà anh đã làm ra thì không sao, lúc mà cứ vào thuộc về khó khăn của công ty chứng khoán là gần như bộ phận thì cắt giảm đầu tiên là bộ phận phân tích, bộ phận research. Thế thì mình thấy rất rõ cái tầm nhìn như này, thấm thiết. Đó thì khi mà thấy được là cái tầm nhìn của tác giả như này, thì khi các công ty mà kiến những nhân viên mà họ cảm thấy là được trân trọng thì những nhân viên đó sẽ tụ họp lại
theo cái cách mà có thể là tiền cũng không thể mua được. Họ sẽ làm một cách rất là có hiệu quả, họ cảm thấy vui vẻ vì điều đó. Rồi, và trong cái chương này nha, anh thấy có một cái này rất là hay nha, một ý này rất là đắt nè, đầu tư vào con người còn vượt xa cả việc trả lương hậu hĩnh cho họ và cung cấp cho họ một nơi tuyệt vời để làm việc. Nó còn có nghĩa là đối xử với họ như những con người, họ hiểu rằng cũng như bao người khác có những tham vọng và nỗi sợ hãi, ý tưởng và ý kiến, và cuối cùng cũng chỉ muốn được cảm thấy được trân trọng. Nè, cái điều này là điều rất là quan trọng với họ. Rồi cái chương 7 là chương đối ngũ đáng tin cậy. Đây là một chương rất hay, không biết là Duyên có cảm nhận gì về cái chương số 7 này không? Chương số 7 em cũng thấy rất là hay, bởi vì là trong chương này thì tác giả có đưa ra một cái mô hình về sự tin tưởng trong doanh nghiệp. Thì cái này đúng là khi mà chúng ta làm gì mà có cái niềm tin và sự tin tưởng lẫn nhau thì sẽ đạt cái hiệu quả cao hơn. Và trong cái mô hình này thì tác giả có vẽ ra hai trục, đó là trục hiệu suất và sự tin tưởng. Đó là ở đây thì hiệu suất là cái năng lực kỹ thuật và cách để một người làm việc giỏi như thế nào, họ có can trường hay không và họ có thể duy trì cái cảm xúc dưới sức ép hay không. Và sự tin tưởng thì là cái tính cách của họ, là sự khiêm nhường và khả năng chịu trách nhiệm cá nhân của họ, họ sẽ bảo vệ các đồng đội của họ như thế nào khi mà ở cái tình huống chiến đấu. Thì trong này thì tác giả có nói là người có cái hiệu suất cao nhưng mà sự tin tưởng lại thấp thì là một cái thành viên rất là độc hại trong một cái tập thể. Những cái thành viên mà thể hiện cái đặc tính của chủ nghĩa đề cao bản thân và nhanh chóng đổ lỗi cho người khác, đặt bản thân họ lên trước và nói xấu về những người khác, và có thể mang lại những ảnh hưởng tiêu cực đến các thành viên trong đội. Chương này là chương rất hay. Anh cũng thấy có một cái điểm mà tác giả cũng gọi lên này, đó là một sự khác biệt giữa một nhóm người làm việc cùng nhau và một nhóm người tin tưởng lẫn nhau. Đấy, cái điểm này là điểm cực kỳ quan trọng luôn, đúng không? Nhiều khi ví dụ họ có thể thích thú trong công việc vân vân các loại, muốn làm việc với nhau, nhưng mà điều đó không tạo được một đội ngũ đáng tin cậy được. Mình niềm tin đó là một cảm xúc mà. Thì cái điều này nó cũng liên hệ tới trong rất nhiều cuốn sách và cái bài nói của Simon Sinek. Simon Sinek rất hay lấy ví dụ trong quân đội ra. Nhưng mà ví dụ như có một cái lần trong một cái trận đánh mà một số người trong quân đội của Mỹ là bị nguy hiểm ở phía bên dưới mặt đất, và có đội máy bay ở trên yểm trợ. Thì khi họ lao xuống giữa hai khe núi đó, nó vô cùng nguy hiểm luôn. Nhưng cuối cùng họ vẫn bất chấp tất cả nguy hiểm đó và cứu được cái nhóm quân đội bị nguy hiểm đó về, không một ai bị chết. Lúc người ta phỏng vấn lại là tại sao trong đêm tối đó ông thấy nguy hiểm thế mà ông vẫn làm, thì ông ấy chỉ trả lời một câu là: vì tôi tin rằng là nếu mà tôi ở trong cái trường hợp như kia thì họ vẫn sẽ làm như vậy để cứu tôi. Đó, một cái rất là đơn giản, đó chính là một minh chứng cho một cái đội ngũ mà họ có một sự tin tưởng với nhau rất lớn. Họ sẵn sàng hy sinh lẫn nhau để mà hỗ trợ nhau, cứu nhau. Đó là cái điểm mà anh thấy rất là quan trọng trong này. Vậy thì nếu như còn một ý nữa để nói lên cái ý hay phần còn lại cho cuốn sách thì anh Quang tâm đắc với điều gì? Thì anh nghĩ là cái chương cuối cùng, chương mà nó thể hiện cái sự dũng cảm để mà dẫn dắt, đây là chương rất là hay, đúng không? Bởi vì như này nhé, tại sao mà tác giả đề cập đến cái chuyện là muốn mà dẫn dắt một cái cuộc chơi vô hạn đòi rất nhiều sự dũng cảm, đúng không? Vì áp dụng một lối suy nghĩ vô hạn trong một thế giới bị bao trùm bởi sự vô hạn hoàn toàn có thể khiến một nhà lãnh đạo bị mất việc, đúng không? Vì rõ ràng là thế giới bị sức ép quân số trong ngắn hạn mà ông play một cuộc chơi dài hạn là có thể là bị sức ép cổ đông gây sức ép để sa thải luôn. Thế điều này giải thích tại sao ví dụ như ở công ty chúng ta này, chúng ta có một cái tầng lãnh đạo mà sẵn sàng như là chấp nhận hy sinh những cái con số trong ngân hàng để mà xây dựng cái con đường sức khỏe tài chính và an tâm đầu tư cho người dân Việt Nam. Rõ ràng là bị sức ép rất lớn, nhưng mà người ta có một sự dũng cảm rất lớn để mà chấp nhận một trò chơi vô cực trong trường hợp như này. Mình chứng minh thấy rất là hay. Vậy thì chúng ta tìm sự dũng cảm để thay đổi lối suy nghĩ của mình như nào? Một, chúng ta có thể đợi một đợt trải nghiệm thay đổi cuộc sống, chúng ta rung động đến tận tâm can và thách thức cách chúng ta nhìn nhận thế giới. Hoặc là chúng ta có thể tìm kiếm một mục đích chính đáng để truyền cảm hứng cho chúng ta, vây quanh chúng ta với những người chia sẻ mục đích đó, những người chúng ta có thể tin tưởng và cũng tin tưởng chúng ta, đúng không? Và xác định một đối thủ xứng tầm để mà so sánh và thúc đẩy không ngừng cải thiện được. Đấy, cái cách mà tác giả đưa ra trong này.
Với lại là anh thấy là cái cuốn sách này tác giả không phải chỉ dừng lại ở cái chỗ là cái sự dũng cảm trong kinh doanh đâu. À, nếu em đọc kỹ cái chương dưới này, đúng không? Liên hệ đến rất nhiều thứ trong cả cuộc sống luôn, đúng không? À, tác giả có nói nè, cuộc đời chúng ta là hữu hạn nhưng mà cuộc sống của mình thì lại là vô hạn, đúng không? Chúng ta là những người chơi hữu hạn trong một trò chơi vô hạn của cuộc sống. Chúng ta đến rồi đi, chúng ta sinh ra rồi chết đi, nhưng mà cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn dù chúng ta có hay không. Đấy, nên là tác giả đưa ra trong này rất là nhiều luôn, đúng không? Đây này, ví dụ như nếu chúng ta chọn sống một cuộc đời của mình với lối suy nghĩ hữu hạn, điều đó có nghĩa là mục tiêu chính trong cuộc đời chúng ta là làm giàu và thăng tiến nhanh hơn so với những người khác, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà lựa chọn cuộc đời của chúng ta là một lối suy nghĩ vô hạn, có nghĩa là chúng ta được thúc đẩy để cùng nhau phát triển mục tiêu chung. Chúng ta nhìn nhận những người chia sẻ tầm nhìn với ta là các đối tác trong mục đích, để chúng ta cố gắng xây dựng những mối quan hệ tin tưởng với họ để có thể phát triển mục tiêu cùng nhau. Đã, chúng ta biết ơn những thành công chúng ta tận hưởng, sống một cuộc đời với lối suy nghĩ vô hạn là sống một cuộc đời phụng sự. Thì đây là những cái điểm mà anh thấy rất hay và có thể áp dụng luôn cho cả trong gia đình cũng thế. Ví dụ làm cha mẹ nhé, với một lối suy nghĩ vô hạn, chẳng hạn nếu mà suy nghĩ hữu hạn thì chúng ta sẽ cứ chăm chăm nhìn vào cái thành tích học tập của những đứa trẻ đó, nhưng mà đôi khi có thể là cái thước đo nó sai và nó ảnh hưởng đến cái sự nghiệp lâu dài của nó. Nhưng mà bố mẹ mà lối suy nghĩ vô hạn ngược lại là có nghĩa là sẽ giúp đỡ con cái chúng ta khám phá ra tài năng của chúng, chỉ hướng cho chúng để chúng tìm ra đam mê của chính mình và khuyến khích chúng đi theo con đường đó. Đó, đúng không ạ? Và điều đó có nghĩa là dạy con cái chúng ta cái giá trị của việc phụng sự, dạy chúng cách kết bạn và đối xử tốt với những người khác, đúng không ạ? Đấy, anh nói là đây là một điều rất là hay và rất là nhân văn của cuốn sách này, chứ không phải chỉ dừng lại mỗi cái chuyện là trò chơi trong kinh doanh như này. Nên là phải nói là cuốn sách trò chơi vô cực này cũng sẽ hay. Như vậy thì đây là một cuốn sách rất hay và có thể tất cả chúng ta đều áp dụng được vào trong công việc hàng ngày hay trong cuộc sống. Và đây là một cuốn sách mà có lẽ là cần phải đọc và dành cho những anh chị mà làm CEO hay là làm founder, để anh chị đều có, tại vì là các anh chị đều có những cái mong ước là muốn tạo ra cho mình một cái doanh nghiệp điều hành và được sống mạnh mẽ và trường tồn cùng với thời gian, cùng với công ty có bề dày lịch sử rất là lâu đời. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyên mục của chúng tôi. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.